Mr. Show làm vườn phố thích chế đồ trồng cây. Trẻ xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau vén bí mật về phân bón lá. Sau một thời gian phun phân bón lá lên cây và hoa, Show có khám phá ra một cái sự thay đổi tích cực. Các bạn nhìn thấy đây, vườn hồng của Show thì sau khi phun phân bón lá thì tất cả các lá gần như là nó cũng không còn sâu bệnh, mà lá nó có vẻ bóng bẩy hơn. Đây là hoàn toàn khô đấy nhá, chứ không phải có một tí nào ướt đâu, mà trông nó cứ như là được bôi mỡ màng lên trên lá. Và cái sắc hoa, tất cả những cái sắc hoa đấy thì nó có vẻ rực rỡ hơn đấy, các bạn xem. Và độ bền của cánh hoa cũng tốt hơn. Và với những cây 10 giờ như hoa cứ dâm đạn vào trong một cái vỏ dừa, mà mấy hôm nó nóng quá quên tưới thì bạn thấy nó tự nhiên nó cứ khép những cái lá trên này vào và nó bắt đầu bị suy nhược. Thì chính cái phân bón lá này chính là liều thuốc giúp cho lá nó tỉnh táo trở lại. Bạn chỉ việc xịt với cái bình xịt như thế này, xịt cồn chống Covid-19 ấy. Bây giờ hết dịch rồi mình rửa đi, cho phân bón lá vào bạn xịt, thậm chí bạn xịt cho lá hồng. Thì khi mà lên vườn hồng bạn hái xuống thì những cái cành hồng được bón lá này nó sẽ tươi hơn rất nhiều, màu sắc nó cũng rực rỡ hơn. Và khi mà bị hạn hán, cái sức chống chịu của cây trồng nó cũng đến mức độ nào thôi thì bạn cần phục hồi nhanh thì bạn phun phân bón lá vào. Thì đấy, bạn thấy không, xịt bạn thấy từ từ, thậm chí bạn quan sát được cái độ tươi tỉnh trở lại. Nếu như bạn chịu khó nhìn khoảng 15 phút, bạn sẽ thấy ngay là nó sẽ tươi hồi cây trong vòng 15 phút thôi. Đây, tất cả các lá đều khép lại đây, sâu xịt. Thì nó vừa bổ sung dưỡng chất, vừa bổ sung nước cho cây đang thiếu nước. Và một điều nữa là khi phân bón lá, khi với tác dụng dâm cành, ở đây Show trầm hai cây bỏng thái, hoa rất đẹp. Thì cái họ nhà bỏng này thì nó không quen tưới nước nhiều, nên bạn tưới vào dễ khi nó úng nó chết. Thì trong cái trường hợp ấy thì mình sẽ dùng phân bón lá này, mình xịt lên lá cho cây mỗi buổi sáng và buổi chiều tà. Thì cây bỏng sẽ rất là tươi tốt và lá cũng rất mỡ mà. Còn một cái điều thú vị nữa là từ những cái cành mà 10 giờ như thế này, nó hơi già một tí, Show cấu đi. Và cấu một đoạn rất ngắn thôi, cấu cái hoa để cắm cạnh cái bỏng này cho đẹp thôi. Thì ai dè là cây 10 giờ này, một cái hoa 10 giờ đấy, sống luôn. Và bạn sẽ nhìn thấy, Show sẽ quay lại đây cho bạn thấy cái hoa 10 giờ nó đã bị tàn rồi. Đây, cái đen đen này là vết của hoa 10 giờ đây. Mà sau khi phun phân bón lá thì tự nhiên là ở ngay bên cạnh cái hoa đấy nảy ra một cái mầm mới. Và cho nên là cái tác dụng của phân bón lá khá là tốt. Thế còn nó có tác dụng ra rễ hay không thì ta cùng nhau thử nhổ cái bông hoa này lên xem như thế nào. Nhà Show làm được, sắp tới là Show sẽ ra một cái clip về thủy canh hoa 10 giờ, các bạn sẽ thấy nó ra ung tùm. Nào, cùng nhau nhổ rễ lên. Đấy, bạn thấy rễ chưa? Tác dụng của phân bón lá là nó kích thích ra rễ, rễ mọc rất nhiều. Đây, các bạn có thể xem thấy đây, để đi trên nền đen. Nó thành một cây mới mà cây rất to khỏe. Để cạnh nhau bạn có thể thấy, thấy chưa? Như là anh mách lực sĩ đứng cạnh một bệnh nhân ốm yếu vậy, chênh biệt rõ ràng luôn. Mà từ một cây sức khỏe như nhau, cắm chỉ cần một nhát ngắt một cành hoa cắm xuống, bạn có nguyên một cây 10 giờ. Đấy, đấy là tác dụng của phân bón lá. Show muốn giới thiệu với các bạn, khi mà trồng cây mình có thể dùng phân bón lá để đem đến những cái hiệu ứng tích cực cho cây. Bởi vì trong phân bón lá ấy, nó sẽ có một số hoạt chất để kích thích
cho cây nó mọc được dễ, mà chủ yếu thông qua những cái phân bón nằm sẵn là cho cây, như là cái lượng NPK là đạm, lân và kali á, khi nó có các thành phần mặc dù rất ít thôi, còn nhạt hơn cả nước sông nữa, nó cũng nhẹ như nước mưa thôi, nó nhưng nó thúc đẩy cho cây trồng kích hoạt những cái phân chủ yếu cho cây như là NPK được dẫn xuất tốt hơn, và chủ yếu để tạo cho lá cây sẽ có một màu xanh hơn và tăng cái khả năng quang hợp, dùng cái ánh sáng mặt trời cộng với những cái dinh dưỡng để biến thành những cái nhựa tốt nuôi cây. Đấy là bí mật của phân bón lá. Và ngày mai Sâu sẽ làm một clip để hướng dẫn các bạn vén bí mật cách pha phân bón lá. Rồi Sâu xin tạm biệt các bạn với clip này ở đây của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.